Tin thế giới, Ủy ban châu Âu đề xuất kế hoạch tái thiết Ukraine, chế tài 3 ngân hàng lớn nhất của Nga. Nga xâm phạm không phận khi Phần Lan muốn gia nhập NATO. Bắc Kinh tạm ngừng giao thông công cộng để phòng dịch. Bộ lọc diệt 99,9% virus SARS-CoV-2 đầu tiên trên thế giới. Đức chật vật vì thiếu hụt lao động. Tin tại Việt Nam, đề nghị F0 cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hà Nội triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Cà Mau dừng hoạt động hơn 100 trạm y tế lưu động. Vốn FDI vào Bình Dương tiếp tục tăng kỷ lục đến 400%. Hai doanh nghiệp chúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp tiền như cam kết. Ông Tất Thành Cang cùng 9 đồng phạm vụ Sadeco tiếp tục hầu tòa. Kính chào quý vị, Nguyên Ngọc rất vui lại được gặp quý vị để cùng cập nhật bản tin trưa ngày 5 tháng 5 của Khỏe Tự Nhiên và tin thế giới đầu tiên liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ủy ban châu Âu đề xuất kế hoạch tái thiết Ukraine, chế tài 3 ngân hàng lớn nhất của Nga. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đề xuất triển khai gói viện trợ cho Ukraine để giúp nước này tái thiết sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu sau khi đề xuất gói trừng phạt thứ 6 nhắm vào Moscow, Chủ tịch von der Leyen nhấn mạnh gói hỗ trợ này sẽ bao gồm khoản đầu tư lớn nhằm đáp ứng các nhu cầu và những cải cách cần thiết của Kiev, dần mở đường cho tương lai của Ukraine trong EU. Nguồn ngân quỹ chủ yếu sẽ được sử dụng để sửa chữa cơ sở hạ tầng và hỗ trợ các dịch vụ công cộng tại đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này. Hiện chưa rõ chính xác số tiền và hình thức hỗ trợ mà châu Âu dành cho Kiev, song đại sứ EU nhận định số tiền có thể lên tới hàng trăm tỷ euro và sẽ được giải ngân trong hàng thập kỷ. Cùng ngày, bà von der Leyen đề xuất sẽ loại ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank và hai ngân hàng khác khỏi hệ thống thanh toán giao dịch quốc tế SWIFT. Nữ chủ tịch cho biết, biện pháp trừng phạt này sẽ củng cố sự cô lập hoàn toàn của lĩnh vực tài chính Nga với hệ thống toàn cầu. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu EC lại không hề yêu cầu cấm hoàn toàn đối với hoạt động giao dịch hay đóng băng tài sản, vốn là các biện pháp đã được áp đặt với các ngân hàng khác của Nga trong đợt trừng phạt trước đó của EU. Bên cạnh đó, EC cũng chưa đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với Gazprom, vốn là ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thanh toán khí đốt. Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết, một máy bay trực thăng của quân đội Nga đã vi phạm không phận nước này vào ngày thứ Tư ngày 4 tháng 5 khi Helsinki đang cân nhắc việc gia nhập NATO. Đây là lần vi phạm không phận thứ hai của Nga trong năm nay. Cả hai lần đều xảy ra sau khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra. Trước đó vào ngày 8 tháng 4, một máy bay vận tải dân sự của quân đội Nga đã tiến vào không phận Phần Lan trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cảnh báo rằng Phần Lan và Thụy Điển có thể sẽ trở thành đối tượng bị Nga can thiệp khi hai quốc gia này đang cân nhắc gia nhập NATO như một biện pháp răn đe chống lại sự xâm lược từ Moscow. Máy bay Nga cũng đã xâm phạm không phận Thụy Điển vào đầu tháng 3 và cuối tuần trước. Theo các nhà phân tích, các hành động thù địch như tấn công mạng có khả năng xảy ra, nhưng nguy cơ xảy ra tấn công quân sự là thấp. Phần lớn các nghị sĩ Phần Lan và công chúng ủng hộ việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tổng thống Phần Lan sẽ công bố lập trường cá nhân của mình về vấn đề này vào ngày 12 tháng 5. Theo Moscow Times, Phần Lan bị Nga cai trị trong 108 năm trước khi tuyên bố độc lập vào năm 1917. Quốc gia này đã chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Sau đó, hai bên đã ký kết thỏa thuận hòa bình, nhượng lại một số khu vực biên giới Helsinki cho Moscow. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua một số tin tức về dịch bệnh COVID-19. Vào ngày 4 tháng 5, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đóng cửa hơn 40 ga tàu điện ngầm, tương đương với 10% tổng số nhà ga trong hệ thống và tạm ngừng vận hành 158 tuyến xe buýt để phòng dịch. Phần lớn ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt bị đình chỉ nằm ở quận Triều Dương, tâm dịch của Bắc Kinh. Trước đó, thành phố Bắc Kinh với 22 triệu dân đã đóng cửa các trường học cũng như là một số cơ sở kinh doanh và tòa chung cư ở các khu vực có nguy cơ lây lan dịch. Với hàng chục ca mắc mới mỗi ngày, Bắc Kinh đang cố tránh kịch bản phải phong tỏa toàn phần như là Thượng Hải, đồng thời hy vọng có thể phát hiện, cách ly và khoanh vùng thông qua chiến dịch xét nghiệm đại trà. Trong tuần này, 12 trên 16 quận của Bắc Kinh sẽ triển khai đợt xét nghiệm trên diện rộng lần thứ hai sau khi hoàn thành 3 đợt xét nghiệm trên diện rộng vào tuần trước cho khoảng 21,8 triệu dân. Thưa quý vị, mới đây các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển bộ lọc không khí dạng hạt với khả năng loại bỏ 99,9% virus gây bệnh cúm và COVID-19.
Vào ngày 3 tháng 5, tờ Korea Herald dẫn lời Viện Nghiên cứu Năng lượng Hàn Quốc cho hay, bộ lọc này dựa vào hiệu ứng quang nhiệt đầu tiên trên thế giới, hay còn gọi là bộ lọc HEPA. Hiệu ứng quang nhiệt được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như cảm biến, pin năng lượng mặt trời, phân phối thuốc và tế bào chết. Đây là cơ chế hấp thụ năng lượng ánh sáng và biến nó thành nhiệt năng. Tác giả chính của bản nghiên cứu, ông Jo Sung-wan chia sẻ, bằng cách áp dụng công nghệ bộ lọc HEPA quang nhiệt có thể loại bỏ tới 99,9% virus được thu thập trong bộ lọc. Nghiên cứu cho biết, khi bộ lọc HEPA quang nhiệt được bức xạ bằng các diode phát quang và được làm nóng tới 60 độ C hoặc cao hơn trong vòng 10 đến 15 giây, các tế bào virus và vi khuẩn sẽ bị giết chết. Bên cạnh đó, theo Viện Nghiên cứu Năng lượng Hàn Quốc, bộ lọc diệt khuẩn này có thể sẽ dễ dàng lắp đặt vào các bộ lọc hiện có. Nhà phát triển bộ lọc không khí Cleantech có trụ sở tại Busan đã được cấp phép để sản xuất bộ lọc mới này. Cleantech đang trong quá trình xây dựng cơ sở sản xuất và dự kiến tung ra sản phẩm vào cuối năm nay. Và trước khi chuyển sang phần tin Việt Nam là một tin về kinh tế, Đức chật vật vì thiếu hụt lao động. Một nghiên cứu mới của Viện Kinh tế Đức IW cho biết, năm 2021 có khoảng 63.000 vị trí tuyển dụng mới bị bỏ trống, tương ứng với 12% tổng số vị trí tuyển dụng hiện có. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, con số thực tế còn có thể lớn hơn nhiều do thống kê của Viện Kinh tế Đức chỉ tính những người đã đăng ký với các cơ quan tuyển dụng của Đức. Cũng theo tổ chức này, nếu tính cả những vị trí không được thống kê, tỷ lệ vị trí tuyển dụng còn trống có thể sẽ lên tới 40%. Các nhà nghiên cứu cho hay, nguyên nhân là do những người trẻ tuổi không hứng thú với một số công việc và các doanh nghiệp đang đứng trước khó khăn trong việc tìm kiếm nhân công để đào tạo. Trong đó, nghề bán thịt có ít người theo học nghề nhất, với hơn 60% vị trí không thể tuyển dụng. Tỷ lệ ngành nghề khác như sửa ống nước là gần 40%, theo sau là phục vụ ăn uống và thợ xây dựng, đều là những nghề chật vật trong việc thu hút lao động trẻ có tay nghề cao. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 5, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Lao động và các vấn đề xã hội Đức nhận định rằng, việc thiếu công nhân lành nghề không phải là lực cản thường trực đối với tăng trưởng ở Đức. Bên cạnh đó, giáo dục và đào tạo sẽ là trọng tâm chính trong chương trình nghị sự của Bộ Lao động. Vừa rồi là tin thế giới, tiếp sau đây mời quý vị cùng chuyển qua tin tức tại Việt Nam với một số thông tin liên quan đến dịch bệnh. Bộ Y tế kiến nghị F0 cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là một trong những nội dung để đảm bảo an toàn trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cụ thể, thí sinh là F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh khác. Thí sinh thuộc diện ca nghi nhiễm được tham dự kỳ thi nhưng phải bố trí tại các phòng riêng đáp ứng yêu cầu về phòng dịch. Với thí sinh là F0, nếu đang được theo dõi và điều trị nội trú tại cơ sở y tế và không thể dự thi, sẽ được đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu có nguyện vọng dự thi, sẽ được tổ chức thi vào đợt khác. Với F0 đang cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp, nếu có nguyện vọng thì được tham gia dự thi sau khi có sự đồng ý và xác nhận của phụ huynh. Khi đó, hội đồng thi tổ chức cho thí sinh F0 đó thi tại các phòng riêng. Cũng liên quan đến dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội giao Sở Y tế thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine với các cơ sở tiêm chủng vaccine COVID-19. Như vậy, người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng ký số xác nhận tiêm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này. Tính đến chiều ngày 28 tháng 4, đã có hơn 3,5 triệu người Việt Nam được cấp hộ chiếu vaccine, tăng khoảng 800.000 người so với 2 ngày trước đó. Bộ Y tế yêu cầu trước ngày 1 tháng 6, các tỉnh thành cần hoàn thành việc cập nhật xác thực thông tin tiêm chủng. Hiện chỉ còn khâu thông tin, nếu thiếu, chưa chính xác thì phải cập nhật lại. Theo quy định, chỉ những người đã tiêm, khai báo chính xác thông tin và được xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân mới được ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Cà Mau dừng hoạt động hơn 100 trạm y tế lưu động. Việc cho dừng hoạt động trạm y tế lưu động tại các xã, phường và thị trấn sẽ được Cà Mau thực hiện từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 với 111 trạm. Các trạm y tế lưu động tổ chức bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, thiết bị theo trình tự, thủ tục quy định, tổ chức chi trả đầy đủ các chế độ phụ cấp cho người làm việc. Trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trạm này sẽ được tái kích hoạt ngay. Trước đó, tỉnh Cà Mau đã lập 111 trạm y tế lưu động với 919 người làm việc. Trong đó có 121 bác sĩ, 270 y sĩ và điều dưỡng, số còn lại là tình nguyện viên và thành viên khác. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua một số thông tin về tình hình kinh tế. Vốn FDI vào Bình Dương tiếp tục tăng kỷ lục đến 400%.
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, tính từ đầu năm đến hết tháng 4 năm nay, vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là FDI tiếp tục rót mạnh vào khu công nghiệp với gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, vượt hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, vốn đầu tư nội địa là 9.200 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, có hơn 3.000 dự án còn hiệu lực, trong đó có 2.340 dự án có vốn FDI đạt gần 28 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, trong quý 1 năm 2022, vốn FDI vào tỉnh ước đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp theo, hai doanh nghiệp chúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp tiền như cam kết. Theo đại diện Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức, sau khi xin kéo dài thời gian nộp 7.800 tỷ đồng chúng đấu giá đất cùng với các khoản phí liên quan và không được chấp thuận, công ty Dream Republic và công ty Sin Mega đã cam kết sẽ nộp trước 100 tỷ đồng vào ngân sách trước ngày 30 tháng 4 để thể hiện thiện chí tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến cuối ngày 4 tháng 5, hai doanh nghiệp này vẫn chưa nộp với lý do là chưa thu xếp được tiền. Chi cục thuế đã gửi thông báo nhắc nợ về số tiền phải nộp đợt 1 trước ngày 6 tháng 5, tức là trong ngày mai. Sau thời gian này, đơn vị sẽ cưỡng chế tài khoản ngân hàng theo quy định do tiền thuế nợ quá 90 ngày. Hiện số tiền chậm nộp mà hai doanh nghiệp phải trả là hơn 2,3 tỷ đồng một ngày. Trước đó, vào cuối năm 2021, công ty Dream Republic chúng đấu giá lô đất số 35 diện tích hơn 6.400 m2 và phải đóng 3.820 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu tiền lệ phí trước bạ với diện tích thương mại dịch vụ. Công ty cổ phần Sin Mega chúng đấu giá lô đất số 38 diện tích hơn 8.500 m2, đóng 4.000 tỷ tiền sử dụng đất và được miễn nộp phí thuế trước bạ đối với diện tích đất ở. Tiếp theo, ông Tất Thành Cang cùng 9 đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong vụ Sadeco. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 5 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân cấp cao mở phiên xử phúc thẩm đối với ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy cùng với các đồng phạm theo đơn kháng cáo của 11 bị cáo và kháng cáo của công ty Nam Sài Gòn Sadeco. Sadeco là công ty con của IPC, công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận. Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 13 tháng 5. Tại phiên sơ thẩm trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên án bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Bị cáo Tề Chí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc công ty IPC, 11 năm tù về tội danh như ông Cang và 9 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt là 20 năm tù. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc, cựu Tổng Giám đốc Sadeco, bị tuyên án 9 năm tù cũng về tội danh này và 7 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt là 16 năm tù. Các bị cáo khác cũng bị tuyên án từ 2 năm tù treo đến 13 năm tù giam. Sau phiên sơ thẩm, có 10 trên 20 bị cáo có đơn kháng cáo, trong đó ông Tất Thành Cang cho rằng mình không phạm tội và đề nghị xem xét lại. Bị cáo Tề Chí Dũng và 8 đồng phạm còn lại cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xem xét lại tội danh. Phía bị hại là công ty Sadeco cũng kháng cáo về bồi thường thiệt hại, đề nghị cấp phúc thẩm buộc bị cáo Tề Chí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc cùng với các đồng phạm bồi thường 2,8 tỷ đồng, hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 của Sadeco. Sadeco yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.